Hi, xin chào các bạn. Lại là tớ, Đặng Hồng Vĩnh. Và tớ đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Đặng Hồng Vĩnh Official. Hôm nay tớ sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà tớ đã post lên trang Facebook cũng khá lâu. Đó là chuyện ngắn bay đêm có một số bạn. Nếu nghe chuyện này thì chắc là nghe tiêu đề thôi, chắc là cũng bình luận gì thêm. Bây giờ chúng mình cùng nghe nhé. Bay đêm, hình như là em đã mạnh mẽ lên. Đại diện của hãng hàng không gọi điện báo rằng máy bay sẽ cất cánh muộn hơn so với giờ bay gần 4 tiếng đồng hồ. Dù thế nào thì vẫn cứ phải ra sân bay đúng giờ để làm các thủ tục check-in. Em vào phòng chờ trong một tâm trạng khá thoải mái. Thôi, không nghĩ đến chuyện chiếc máy bay rơi nữa. Em chỉ nghĩ đến anh. Bên trong phòng chờ khá đông người, hệ thống loa phát thanh cũng đồng loạt thông báo chuyến bay cuối cùng đêm hôm đó có thể sẽ bị chậm giờ. Nhưng không ai tỏ vẻ bực bội hay giận dữ, có vẻ như người ta không còn lưu tâm lắm về thời gian nữa. Mấy người nằm dài ra ghế mà ngủ, một số khác ăn uống, cười đùa, nói chuyện với nhau rôm rả. Những người trẻ thì mải nghe điện thoại và nhắn tin. Vậy mà chẳng thấy ai cầm một cuốn sách trên tay. Trong lúc chờ đợi, em cũng dành hầu hết thời gian để sạc pin điện thoại. Nhỡ đâu điện thoại hết pin bị tắt, nhỡ đâu điện thoại của anh cũng vậy. Làm thế nào để gặp được anh? Trong lúc ngồi chờ sạc pin, em cứ nghĩ lan man như thế. Và rồi cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh. Toàn thân em nhẹ bẫng như chút được mọi muộn phiền. Lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác ung dung tự tại như vậy. Sài Gòn. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, thành phố vẫn im lặng chìm trong giấc ngủ. Anh bước tới từ phía sau, khẽ khàng nắm lấy tay em. Anh vẫn chiều theo ý muốn của em mà không hề phàn nàn một điều gì cả. Nhiều lúc em nghĩ mình tự dưng trở nên xấu tính. Chỉ cách đây vài giờ khi còn chưa lên máy bay, em vẫn không tin là có anh ra đón. Em chuẩn bị cho mình một tinh thần quả cảm để mà tránh khỏi bị sốc. Như vậy là em đã toan tính với anh, với tình yêu của mình rồi, có phải không? Em đặt trộm môi mình lên má anh, một nụ hôn mát lạnh. Hình như niềm tin và lòng quả cảm đã chiến thắng. Chẳng biết anh có thấy nụ cười ngấm ngầm của em không? Có quá nhiều thứ phải trút bỏ ở bên ngoài. Em đang thầm nghĩ như vậy thì anh tiếp lời. Sài Gòn cũng có bụi chứ bộ. Anh cười khi em cởi bỏ chiếc khẩu trang. Người nhạy cảm như em thì không nên ra chốn đông người. Vậy em sẽ phải bị nhốt ở nhà mãi hay sao? Ai dám nhốt em được. Em dữ lắm à? Hờn cả sự tự. Em choàng tay ôm ngang người anh, miệng thì thầm: chỉ là để giữ anh cho riêng mình. Ấy thế mà sư tử cũng biết sợ. Em sợ gì cơ chứ? Một mình. Vậy thì ôm anh thật chặt vào. Vẫn sợ. Thật trớ trêu, cảm giác đó thường hay đến vào những lúc ở gần anh nhất. Chúng mình sẽ về khách sạn. Nhưng em muốn hai đứa đi lang thang hơn.
Em cần phải ngủ đủ giấc. Vậy thì theo anh, lòng em lại ngổn ngang. Đó là một căn phòng có mùi ẩm mốc. Một căn phòng có mùi ẩm mốc, tiếng máy lạnh kêu do do, có thể có những con dẹp hoặc một loại virus nào đó đang ẩn mình dưới tấm nệm kia, bên dưới cái bàn chật chội cũ kỹ kia, hay là ở ngay cái ghế nhỏ đó. Một cái tivi có để mà có, đối diện cửa ra vào, một cái toilet với cái bệt ngồi có cạnh. Chỉ nghĩ từng tới chừng ấy thôi mà em đã rùng mình. Em cần phải tắm. Nước ấm sẽ làm em dịu lại. Nhưng mà hình như không phải vậy. Em nghi ngờ cả dòng nước kia, thì vẫn cứ phải tắm thôi. Tắm xong em sẽ dễ chịu hơn. Em nháo nhào tìm trong túi sách và lôi ra một lọ dầu hương mật ong quen thuộc. Mùi của hoa đồng nội sẽ xóa tan cái mùi ẩm mốc này, em nghĩ. Chiếc khăn tắm màu trắng đã cũ phơi ở bên cạnh, em lôi tuột nó xuống để quấn quanh người. Em thấy nhớ chiếc khăn bông tắm thơm thơm ở nhà. Lấm lét bước ra ngoài. Anh đã chờ em từ bao giờ? Trên chiếc giường phủ ga không còn mới. La 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 con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi dưới ngày trời 20, tự tin em cô gái Việt Nam, lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước tôi. Trong ánh mắt em rơi bên trên mình đất mới, cứ tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Người cười em trôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống của thời gian. Hãy giang tay chào cuộc đời, hãy giang tay chào cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Ôi khung trời 20, bước trên đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam, lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước tôi. Trong ánh mắt em
ngàn muôn thì khát vọng vẫy tay trong thế giới bước trên miền đất mới tự tin em cô gái Việt Nam rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam đất đang tay chào cuộc đời dành tình yêu tặng cho người và niềm tin trong em luôn rực cháy nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian hãy giang tay chào cuộc đời hãy giang tay chào cuộc đời và giờ đây tôi vui khi gặp em xin chào em la 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 Cảm ơn các bạn đã xem. Thanks for watching.